Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Em đã chữa được điếc tai. Ngày 17 tháng 1 năm 2016, tại 67 Bà Triệu, Hà Nội, bác sĩ, nhà cảm xạ Dư Quang Châu tổ chức hội thảo về điều trị chứng mù tai, điếc tai, rối loạn tiền đình, thiếu máu não. Các học viên do bác sĩ đào tạo đã dùng thập chỉ liên tâm tác động rất hiệu quả cho người bệnh. Sau đây là chia sẻ của anh Nguyễn Thanh Nhân, học viên thập chỉ liên tâm khóa 214 của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ Hà Nội. Em thì tên là Nguyễn Thanh Nhân, sinh năm 1960 ở số nhà 23 ngõ 326 Thanh Xuân Trung. Em thì mới học thập chỉ liên tâm khóa 214. Ngày xưa thì em chưa biết thầy Dư Quang Châu, nhưng mà em thấy mọi người bảo là ông Võ Hoàng Yên, ông chữa được điếc tai, thì em vẫn tâm niệm rằng đến một lúc nào đấy em phải học để chữa được điếc tai. Thế mà em đi học thì thứ vừa rồi em lại gặp bà chị, thì quê nhà em thì gốc ở bên em thì ở ngoài chỗ Thanh Xuân, nhưng mà chị em thì ở bên Đông Anh. Thế là hôm chị em thấy em chữa cho một người thì hiệu quả quá, thế bắt đầu chị em bảo đấy, ta vào cổ bấm những cái ủ tai. Thế em chữa xong thì bảo mày về chữa ngay cho bà mẹ chồng tao, năm nay là 84 tuổi rồi mà điếc tai 2 năm rưỡi rồi. Thế thì em về thì nói thật sự em cũng không dám tin tưởng lắm. Thế nhưng bảo thôi bây giờ mình cứ làm thử xem sao, bởi vì là bây giờ mình mới học xong, mình sao nữa, đấy là cái kinh nghiệm của mình. Thế thì em làm thì em phải ghé sát vào tai cụ mà hỏi cụ có nghe thấy gì không. Thì có lúc thì cụ bảo nghe được, có lúc thì lại ghé tai kia cụ nghe thấy gì không, bảo không rõ, chả rõ lắm. Thế thì em làm cho cụ xong một cái tai thì hỏi cụ nghe thấy gì không, cụ bảo nghe được. Thế xong em lại tiếp cái tai nữa thì thấy cụ có nghe thấy gì không, thì cụ bảo tôi bây giờ nghe được rồi. Thế thì đấy là một trường hợp là đầu tiên là em làm. Thế sau đó lại có một chị nữa thì cũng là họ hàng nhà em, cũng bên Đông Anh, thì chị này tên là chị Hồi. Chị bảo là nhưng mà chị lâu lắm rồi, chị từ ngày nhỏ là chị bị thối tai nên là bị điếc tai, mà năm nay là chị 67 tuổi rồi, bị hơn 50 năm nay rồi, thì chắc gì là cậu đã chữa được. Thì em bảo thôi thì cứ thử xem sao. Thế thì em làm xong cái thì em nói xin lỗi là em đùa, em bảo nếu mà khỏi nhá chị tháo đôi vòng tàu ra cho em nhá. Thế chị nhất trí. Thế nhưng mà xong đến lúc là em làm xong một cái thì đến lúc là hỏi chị nghe thấy gì không, chị bảo ôi trời ơi, chị nghe rõ rồi cậu ạ. Thế cậu thử đứng xa ra nói cho chị xem. Thế em đứng cách xa thì em mới ngoảnh ra sau, em bảo chị có nghe thấy gì không, và sao lại không nghe thấy, chị nghe rõ rồi đấy. Thế là trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba thì em chữa hai lần mà không khỏi. Em chữa cho hai người một phát ăn ngay, nhưng bà mẹ vợ em thì năm nay là 68 tuổi, thế nhưng mà bị điếc tai từ năm 19 tuổi vì bị một con rắn nó bay vào mà nó chết trong ấy. Thì em chữa hai lần không khỏi. Thế vừa rồi bà mẹ vợ em lại bị đau lưng. Thế thì em bảo chữa cho, thì em bảo chữa cho, bảo thế để con làm tiếp cái tay cho bà lần nữa. Thì bà bảo tao đau lắm, tao sợ lắm rồi. Thế bảo thôi cứ cố gắng đi bà. Thế thì em làm xong lần thứ ba thì tự dưng bà em bảo hôm nay là tay tao nghe được rồi nhá. Thế thì hôm qua bà em ra ngoài nhà bảo là tay tao bây giờ là hai tay là thính như nhau rồi. Thế thì em thấy cũng rất là mừng. Thế mà cụ thể nhất là ngày hôm nay đấy, em làm cho cụ bà là 88 tuổi rồi. Thế nhưng mà một bên là cụ bảo là nó bị thủng cái tay giữa mà cụ chỉ nghe thấy nó tí tí thôi. Thế còn một bên thì là cũng rất là kém. Thế nhưng mà hôm nay là sau khi em làm xong thì cụ bảo là bây giờ kể cả tôi bị một bên tai này tôi vẫn vừa xong cụ bảo tôi vẫn nghe thấy. Thì chữa xong rồi thì thấy nghe rõ. Còn một cái tai phải thì là nó thủng tai giữa, nhưng mà cũng chữa thì nghe được. Bịt cái tai này thì cái tai này cũng còn nghe được, nhưng nghe nhỏ thôi. Còn cái tai này thì nghe rõ hơn. Thì đấy là những cái điều mà em cảm thấy rất là mừng. Thế một lần nữa là em cũng xin cảm ơn, bởi vì là không những là em bây giờ có thể em chữa được bệnh cho người khác, để giúp người khác. Thế là từ ngày xưa em học đúng y xong thì em vẫn bảo khao khát rằng đến một ngày nào đấy mình có thể chữa được cái điếc tai. Thế nhưng mà bây giờ là em đã thỏa được cái ước nguyện của em, là em đã chữa được điếc tai. Và em xin một lần nữa xin cảm ơn thầy Châu. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch,
sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ, điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.